Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end với lại React cơ bản. Thì bữa nay là buổi năm thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ là Visual Studio Code. Thì đây là một cái công cụ để hỗ trợ chúng ta được hiện cái việc code và việc chạy ứng dụng. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ này như sau. Thì các bạn sẽ vô Google này và các bạn search là Visual Studio Code. Đây. Thì đây là một cái công cụ miễn phí, các bạn vô cái trang download của nó này. Đó, thì ở đây thì nó có nhiều cái version cho các hệ điều hành khác nhau như là Windows, Linux, Mac này. Thì máy của tôi là máy Windows. Thì tôi sẽ download cái phiên bản dành cho Windows ở đây về. Đó, thì bây giờ nó đang bắt đầu download cho tôi này. Rồi, nó đang download về xong. Thì bây giờ tôi sẽ show in folder này. Và bây giờ tôi sẽ đi double click vô và cài đặt này. Đó, thì ở đây thì nó kêu các bạn cần phải chấp thuận một số cái điều khoản của nó, thì các bạn click vô cái tự chọn là I accept the agreement. Rồi tôi click vô next này. Rồi tiếp theo thì cái folder để cài đặt thì tôi sẽ để mặc định, rồi tôi click vô next này. Rồi tiếp theo thì tôi cũng để mặc định mà tôi click vô next này. Rồi theo thì tôi muốn tạo ra một cái hình icon của cái công cụ này ở trên desktop, thì tôi sẽ click vô cái tự chọn này. Rồi tôi vô net này. Rồi tiếp theo tôi sẽ nick vô install. Rồi nó đã cài đặt success, thì tôi bước vô finish này. Đó, thì bây giờ nó đang loát cái chương trình lên cho tôi này. Đó, thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt xong cái công cụ để mà chúng ta viết code cho cái thằng React. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Đó, thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.